Komatsu PC50U trừ 2 màu xanh của anh Sơn mới các bác nhá. Hello hello, xin tất cả anh em nhá. Rất vui khi gặp lại anh em ở cái video tập tiếp theo của cái công trình mình đi san đất làm mặt bằng của cái nền móng nhà anh em nhá. Thế bây giờ đã đến cái phần hoàn thiện cuối cùng, đó là gọi là cuối cùng thì cũng chưa phải là cuối cùng đâu, nhưng mà về phần máy thì mình cũng làm đến đây thôi và không cần quay lại nữa. Thì hiện tại thì bây giờ mình đã san hết đất vào rồi, và cái anh thợ xây thì anh có yêu cầu mình là đào thêm một những cái đường dầm, những cái đường để người ta xây các cái tường gạch lên để đỡ cái dầm, cái rằng của cái những cái nền nhà trọ này các bác này. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay ra đằng trước và chia sẻ với mọi người. Thì bên ngoài này thì chờ chỗ này để chờ để người ta xây cái bờ bè lên, sau đó là mình sẽ gạt cái đống đất này xuống nhá. Còn những cái chỗ này thì nó đang hơi thiếu một chút. Đó, thì đến lúc nào mình sẽ bù lại cái kia vào và đổ bê tông, sau này bên ngoài này nó sẽ bằng cái nền này. Thì ở cái trên này thì đã đầm rồi. Đấy, cái này đã đầm rồi. Và đào những cái đường dầm móng này. Đấy, cái này thì anh thợ xây anh ấy bảo là đào cái ô này người ta chỉ xây rơi vào quãng độ khoảng một viên gạch ngang như này khoảng 15-20 phân thôi, làm cái nền để đỡ, sau này người ta đổ cái răng lên thôi. Và một cái đáy bể phốt ở đây. Đấy, làm một cái bể phốt ở đây. Đấy, cái đường dầm cái này nó rích rắc anh em nhá, nó không phải thẳng đâu, nó đi ra đây vào nối vào cái giờ kia, xong nó xuống một tí nó mới ăn vào kia. Đấy, thì ở cái video này thì mình sẽ đây cũng có một đường dầm này. Đấy, cái chỗ này nó ngăn ra làm 4 phòng, thì ở đây là 2 phòng, bên kia là phòng, chỗ này là phòng, và có một cái đường vách ngăn ở chỗ này. Đó, thì bây giờ cái chỗ dưới này thì bây giờ ở đây cũng là một cái hố bể phốt anh em nhá. Thì bây giờ mình sẽ đào những cái đường dầm rích rắc ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ lên máy. Cẩu gần cái máy đầm kia lên cho chú Tiên nhé. Đây anh để cho mình cái thước để anh đo đây. Đó. Đây thì do là cái gầu của mình nó to á, với lại người ta đào thì nó cũng không cần phải là nông không phải sâu lắm, cho nên là mình sẽ đứng như thế này để mình đào. Cái bên kia thì nó mắc cái thành mương cho nên là không đào được anh em ạ. Bấm nó ra, cơ bản là nó cứ đúng cái tin là được anh em nhé. Cái độ sâu của nó mình sẽ cho nó rơi vào khoảng độ 40 phân, sau đó là người ta đầm nó lún cũng khoảng 50 phân, nó là vừa. Này để mình gạt nó sơ qua như này, nó lát nữa cái chú đầm kia thì chú ấy sẽ hỗ trợ mình là chú sẽ hỗ trợ mình là sửa qua cái phần đáy móng một chút, xong rồi chú mới đầm nhá. Đấy, gạt cái góc đâu này. Chỗ này thì lúc trước có một cái vạch kim ở phía trong tường ấy thôi. Cái này thì mình mới nhìn thấy thôi, còn camera này thì nó cái kia vạch nhỏ quá. Mà cái vạch không phải là vạch sơn mà là vạch bằng cái viên đá màu vàng này, viên đất xít màu vàng này này, cho nên là mình mắt thường thì mới nhìn thấy được thôi. Còn qua camera thì nó hơi xa. Đấy, bây giờ mình mới xuống để mình xác định được là cái đây. Cái này nó cũng y như của cái kia kìa các bác kìa. Đấy, cái đường bên này thì nó ăn vào đây. Đấy, cái đường bên này nó ăn vào đây. Còn cái chỗ này thì nó có một cái đường dầm ở đây nhá. Đó, nó có một đường dầm ở đây. Đây nó y như cái này này. Bây giờ mình sẽ lên chỗ này cho anh em xem này. Đây. Đấy, cái vệt bên kia nó hơi ra một tí, xong nó lại vào đây, nó lại xuống đây. Lại vào kia. Đó, cho nên nó hơi lệch một tí. Thì cái này xem nào. Cái này thì là cái tim của nó đây này, em thấy cái tim không? Nó sẽ ăn ra đây. Ăn ra đây thì nó phải cái này thì hình như nó xuống một tí thì phải. Xuống thế này một ít này. Kia là vạch ở bên này. Nó vào đây luôn anh em ạ. Nó vào chỗ này luôn đấy. Cái này khả năng mình đào cái góc này vào quá rồi. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ xử lý đi để xác định được cái đường ấy của nó. Thank you.
đúng rồi, cái này là ăn ở góc này thôi anh nhá. Đây nó có một cái đường 50 phân này. Đó. Là lúc trước là vạch kia có một cái vạch cái tim như kìa. Cái tim kia nó ăn sang là nó ở dưới đáy của nó. Cái chỗ này là lên thì nó lại là ở bên trong cơ. Nó lại ở bên trên này. Đấy, múc vào đây xong rồi mình múc vô đi nhá. Cái đất thì mình để đống ở đây, sau này mình bù lại sau. Miễn sao nó đủ cái kích thước là ok. Cái này không khác gì như kiểu mình đào thêm một cái móng nữa đâu anh em. Nó lại to to như này. Ok, mình sẽ di chuyển máy sang đây nhé. Cái này thì nó sẽ hơi lệch xuống một chút. Đấy, mình sẽ múc vào đây. Cái đường dầm kia là nó hơi lệch vào đây một chút này. Lúc trước mình đào cái hố bể phôi kia nó hơi sát. Chỉnh cái cần kỹ thuật thì nghiêng ra nó múc đi. Đây mình có thể để lên sườn này. Trong này được mà. Cái này là toàn bộ lúc sáng mình đổ về cho nên là đất nó rất là yếu, nó không được tốt như kiểu đất cũ anh em. Đây, bây giờ chú ấy chuỗi sẽ đầm vào đây. Thì cái này thì nó sẽ hơi lệch về bên trong này một chút đấy anh em nhé. Cái móng này nó hơi lệch về một chút. Còn lại thì xuống cái bên dưới này này thì nó sẽ ăn vào cái mực này, anh em thấy có cái tim này. Đây. Đây là có cái tim này. Đó, thì cái tim này nó sẽ ăn, nó sẽ vào bên dưới của cái chỗ cái hốc này người ta để đường ống nước các bác. Sau này nó có một đường ống nước chạy ra đây và chạy ra cái mương ở phía bên ngoài này. Đó, ăn vào đây. Cái này thì nó lệch so với cái dưới kia là lệch xuống khoảng 50 phân rồi. Nó bí quá. Đó. Nó bí quá. Nó nghiêng đây, nó nghiêng qua đây. Nó sạc à? Sạc à? Nó không nổ được anh ạ. Đây này, cái chỗ này đất mượn thì sợ đầm nó lở đây nha. Đầm xa xa ra thế, đu vào trong. Đấy, nó rung nó bầm này các bác này. Hả? À? Thế nó lùi nó mất tí à? Đấy, nó vào cái đường đấy đấy. Nó vào đường đấy. Nó hơi hơi lở thôi, nói chung là cũng không không sợ lắm anh ạ.
Cái này tính bình quân là nó dâu khoảng 40 phân anh em nhá. 20 này, 40 phân này. Ví dụ như cái mặt kia sau này người ta còn lên bên 7 phân nữa. Người ta đổ một cái lớp răng lên 7 phân nữa. Đấy, người ta đổ răng lên đây này thì là nó sẽ lên thêm 7 phân nữa. Xong sau đó là cái răng đó với lại cái mặt sàn bê tông nó là một luôn anh em nhá. Như vậy là ok rồi, chỗ này lúc sàn ra thôi. Chỗ này nó sâu hơn 1 mét mà. Anh kia anh ấy bảo là chỉ cần nó khoảng 1 mét 2 thôi. 1 mét 2 thôi là ok. Em sẽ ra đây mình dò cho anh em xem nó khoảng bao nhiêu. Đây này, cũng 1 mét 2 luôn này. 1 mét 20 này. Nó mà tính đến cái thềm đá này nó là đấy, 1 mét 20 này. 1 mét 20 này. Ok rồi, không lỡ đâu. Cái thước của anh này rất là xịn luôn anh em này. K Asupusin cái gì 5 mét. Ok anh em nhá, mình sẽ lùi lại thêm một chút. Cái đường này nó sẽ lệch xuống, nó lệch xuống so với cái đường ô bên này là 50 phân. Múc đắp đắp lên đây. Đây nó có một ít cái vỏ bao lúc trước các cô ấy làm đá, các cô ấy bỏ bao xi măng ấy, các cô ấy để ở đây chưa kịp bán thì sao. Đó, thì cái này nó sẽ lệch xuống dưới này một chút so với cái tim kia. Đây nó khoảng tầm này đi. Cái này nó chưa xác định được rõ thì mình cứ đào nó to hơn một chút đi nhá. Đào nó to hơn một chút đi. Đất ở chỗ này thì mai cái máy vào được thì không phải lo, không phải suy nghĩ nữa. Nốt cái đường này nữa thôi là mình sẽ công trình này coi như là nó sẽ hoàn thiện. Cái đường ở giữa này nó là cái đường vách ngăn coi nhé. Đây có cái này nữa nè. Mai kia người ta sẽ sàn lấp lại. Đây một chút. Chỉ qua cho một chút đi để cho nó bằng bằng thì ra chối đầm cho dễ. Ok con nhá. Cái này thì coi như mình đã làm hoàn thiện các bác nhá. Đấy. Mình sẽ xuống mình quay qua cho anh em này. Đây. Cái đường nó rích rắc này. Nó đi vào đây xong nó lên vào kia nó mới lên cái chỗ kia. Đấy, cái tim của mình ở cái vạch đỏ đỏ kia nó sẽ ăn sang đây. Đó, cái bên này cũng vậy. Đấy, lúc trước thì anh ấy chỉ có xác định cho mình mỗi cái tim bên mép này thôi. Đấy, cạnh mấy đầm này, anh em theo. Đấy, nó có một cái vạch này này. Đấy, xong là mình sẽ căn ra thôi. Đấy, căn ra như này. Thì bây giờ chúng ý sẽ đầm qua nữa sẽ là xong các bác nhé. Còn cái 7 phút này thì là đến lúc sàn cái đất này ra nữa thôi.
Còn lại là những cái ô ở phía bên trong này thì đến lúc làm xong thì sẽ bổ sung đất này vào, thừa thiếu bao nhiêu thì lúc đấy mới tính tiếp. Đó. Thôi cái video này của mình nó cũng khá là dài rồi, mình xin kết thúc cái video đây thôi. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video tập tiếp theo nhé. Mình sẽ đi làm ở một cái công trình khác, cái công trình này thì coi như là đã xong rồi. Đó, thì mình xin kết thúc cái video đây thôi, hẹn gặp lại mọi người ra sau nhé. Ok, chào anh em.